Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, và mình là Guppy Quy Nguyễn Bến Tre đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục lên một cái lô full gold gain, full vẩy. Thì cái đợt hàng đợt trước, hàng size tơ đợt trước mình đã bán cũng sắp hết rồi. Thì cái hàng này size nó hơi bị to một chút xíu nha các bạn. Đó, thì đây, vì combo 10 cặp là mình sẽ tặng là cho các bạn là 3 cặp nữa. Rồi thì mọi chi tiết thì các bạn có thể inbox cho mình qua Zalo 0979337955 nha. Thì ở đây là có những cái con mà tai bơi mà dài thòn như vậy nè. Thì đó là những con trống ri bông đó các bạn. Thì hiện tại trống ri bông bên mình mới vừa soạn lên cũng được một mớ ra khá. Thì những cái đơn hàng đầu tiên á, nếu mà các bạn muốn mà bắt trống ri bông á, là mình sẽ hỗ trợ mình bắt trống ri bông cho các bạn luôn. À, tại vì sau khi mà bán hết trống ri bông rồi á, thì bên mình sẽ phải gửi trống gen cho khách. Tại vì hàng trống ri bông á, lên nó cũng rất ít. Thì trống ri bông á, nếu mà các bạn mà nuôi thủy sinh á, thì không còn gì mà để bàn cãi luôn các bạn. Nó rất là đẹp, nhìn từ trên xuống tay bơi dài lả lướt luôn các bạn thấy không. Đó, tại vì thường thường á, cái hàng full gold á, mình rất là ít khi mà mình quay cá trống cho các bạn xem. Thì sẵn trong cái clip này á, mình quay luôn cá trống cho các bạn xem nha. Rồi, chiếc xe ồn quá các bạn, đợi xíu mình nói tiếp. Rồi thì đối với những con mà cái dòng mà full gold này á, là mình rất ít show cá trống. Thì lâu lâu là sẵn đây là mình quay cho các bạn xem cá trống luôn. Thì dòng full gold này á, hiện tại mình đang quay ở ngoài trời nắng, và điều kiện là có ánh sáng mặt trời chiếu vô, thì các bạn thấy cái màu nó rất là vàng, rất là đẹp ha. Còn khi mà không có ánh sáng, với lại là các bạn nuôi trong thùng xốp á, là nó sẽ hỗ trợ cho con cá nó lên vảy tốt hơn, với lại nó sáng hơn, nó không bị đen con cá thôi. Chứ thực chất nếu các bạn nuôi trong thùng xốp mà nền trắng á, hoặc là những cái khay nhựa nền màu trắng, thì màu vàng của con cá nó sẽ không lên màu vàng giống như vậy đâu nha các bạn. Đó, mình sẽ giải thích để cho các bạn hiểu luôn. Đó, thì tất cả những cái clip về màu sắc của full gold á, thì mình đều giải thích cho các bạn rất là nhiều rồi. Thì hy vọng các bạn sẽ thể xem lại những cái clip trước của mình, thì các bạn sẽ rõ ha. Đó, mình lúc nào mình quay cá hoặc là những anh em khác quay cá cũng đều muốn cho các bạn, và cũng như muốn cho khách hàng thấy được cái vẻ đẹp mà của con full gold, nó phát huy tối đa cái vẻ đẹp của nó, thì bắt buộc phải show trên nền đen như thế này. Nếu như không á, là show trên đèn led và nền đen. Còn nếu mà không có đèn led á, thì anh em sẽ show trên cái nền đen và kết hợp với cái ánh sáng mặt trời, thì nó sẽ vàng rực rỡ giống như vậy ha. Đó, rồi nếu mà các bạn mua về, các bạn chỉ nuôi thủy sinh cho vui thôi, để ngắm cho vui thôi, thì các bạn nên thả vào trong cái nền đen như thế này, thì các bạn nuôi rất là đẹp, nhìn từ trên xuống rất là đẹp. Còn nếu như các bạn mà nuôi mà dạng như để kinh tế đó các bạn, thì tốt nhất là các bạn phải nuôi trên nền trắng hoặc là nền vàng ha, chứ đừng có nuôi trên nền đen. Nuôi trên nền đen thì con cá nó sẽ bị mất vảy, mất màu hết luôn á. Đó. Đó, có một con mới vừa nhảy ra, mình mới vừa lụm vô tại vì để trong đây nó nhiều cá quá, với lại nó hơi cạn quá cho nên là nó nhảy. Rồi, ok, thì combo này là 10 cặp, bên mình sẽ tặng cho các bạn 3 cặp ha. Thì các bạn cứ inbox Zalo với mình đi, giá rất là rẻ, nó không có mắc đâu các bạn. Nói chung là các bạn cứ inbox cho mình, thì nếu như các bạn thấy giá hợp lý thì các bạn có thể mua, hoặc nếu không thì thôi, anh em vẫn giao lưu vui vẻ với nhau đàng hoàng, nó không có vấn đề gì hết trơn á. Các bạn cứ hỏi giá thoải mái đi, được thì mình mua, không được thì thôi ha. Thì mình chắc sắp tới là mình sẽ cũng hạn chế báo giá ở trên trực tiếp trên clip này, vì cũng ảnh hưởng đến những anh em khác ha. Thường lý do là anh em tụi mình bán cá cũng ít khi nào mà công khai clip, công khai giá chứ, nhầm mình nhầm, công khai giá. Thì một phần cũng là do nhiều khi là nhiều chỗ nói chung là nhiều anh em khi cạnh tranh giá đồ này nọ, ví dụ mình bán rẻ anh em, thì anh em nhiều khi anh em ghét này nọ, nói chung là nó có nhiều vấn đề, nó phức tạp lắm, chứ không phải là tụi mình không muốn công khai giá. Đó, còn cái trường hợp bán mắc bán rẻ thì khi đó khách hàng inbox cho người bán thì sẽ được báo giá, thì khách hàng chắc chắn là phải biết mắc hay rẻ thôi. Rồi còn cái chuyện mà mắc hay rẻ nữa thì nó còn phụ thuộc vào cái chất lượng cá của tùy nơi, mỗi chất lượng cá khác nhau. Có thể là cá bên mình xấu hơn một số anh em khác, nhưng mà mình bán mắc hơn. Đó, còn nếu mà cá có khi mà cá mình đẹp hơn bên khác nhưng mà mình bán rẻ hơn, nói chung nó rất nhiều trường hợp. Thì quan trọng là anh em thấy hợp lý thì anh em mua đó. Thì cái giá mà có những cái clip mà mình báo giá công khai ở trên YouTube á, là những cái giá đó thì mình báo có hơi cao một xíu đó, nhưng mà khi mà khách mà thật sự mà muốn muốn mua thì bên mình sẽ có hỗ trợ thêm cho khách.
Đó thì cái phần đó thì nếu mà các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể inbox cho mình ha. Rồi ok. Rồi thì combo này mình sẽ nhắc lại là 10 cặp mình sẽ tặng cho các bạn 3 cặp để trừ hao nha. Rồi bye bye.